Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết khi các bạn sử dụng phần mềm Excel thì các bạn đã quá quen thuộc với những tiện ích trên thanh công cụ mặc định của Office. Tuy nhiên do tính chất công việc là mọi người đều làm ở rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Cho nên để có hiệu suất làm việc cao nhất và nhanh nhất thì các bạn có thể tự thiết kế ra những ribbon riêng trên thanh công cụ mà mình hay sử dụng nhất và ở trong những Ribbon này thì các bạn có thể viết những script hơn để thực thi làm những nhiệm vụ hay công việc mà các bạn mong muốn và trước tiên ở trong video bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thư viện XLWin để tạo ra một add in mới sau đó mình sẽ cài đặt add in đó vào trong phần mềm excel để tạo ra một Ribbon riêng bắt đầu đi vào bài học này Đầu tiên các bạn tạo một folder mới với tên là Custom Ribbon. Tiếp theo các bạn vào trong folder này. Và ở trên thanh địa chỉ các bạn gõ cmd để chạy cmd.exe. Tiếp đến các bạn gõ dòng lệnh xl win quick start my add in gạch gạch add in gạch gạch ribbon rồi enter. Dòng lệnh này có nghĩa là các bạn sẽ tạo một folder mới có tên là my add -in ở trong thư mục custom ribbon. Trong folder này có hai file cùng tên Microsoft Excel nhưng có đuôi là .vi và .xlam. Tiếp theo các bạn mở file có đuôi là .xlam lên và tạo một út bút mới. Trong út bút mới được tạo ra thì các bạn có thể thấy Ribbon My Add-in đã xuất hiện ở trên thành công cụ. Nếu các bạn click vào bất tình răng thì sẽ hiển ra lời chào Hello XL Win tại cell A1. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi lời chào này bằng cách mở script My Custom lên. Sau đó các bạn gán giá trị mới cho Cell A1 là Chào mừng các bạn đến với khoa học bài thần Excel cho người mới bắt đầu tại cốp bờ ra team vn Bây giờ các bạn quay trở lại út bút và click vào bất tình rằng Kết quả là một lời chào mới đã được hiển thị tại Cell A1 như các bạn đã chỉnh sửa trong script Python. Trong phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SI này vào trong Excel để Custom Ribbon xuất hiện trong mọi file Excel. Đầu tiên các bạn mở một file Excel mới lên, sau đó các bạn vào mục Options. Tiếp đến các bạn vào mục Customize Ribbon và tích vào thẻ Developer. Sau đó các bạn quay trở lại cửa sổ làm việc của Excel và chọn thẻ Developer. Tiếp đến các bạn chọn Excel Add-in. Một cửa sổ Add-in mới được hiện ra. Các bạn chọn Browse để tìm đường dẫn đến file Microsoft add in xlam mà chúng ta đã tạo trước đó. Tiếp đến các bạn tích chọn Add-in và click button OK. Như vậy, Add-in đã được cài đặt thành công và Ribbon mới đã xuất hiện trên thành công cụ của Excel. Trong bài học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng tiện ích Office Ribbon Editor. Để thiết kế ribbon theo phong cách riêng dành cho mỗi người. Cuối cùng mình xin chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học tiếp theo nhé.